À, chào các bác nhá. Hôm nay shop bonsai cây cảnh này giới thiệu tới các bác những cái vật dụng trong cái mùa xuân các bác làm cây cảnh. Thì như các bác nhìn thấy đây, thì bên em cung cấp những cái bàn xoay và những cái dụng cụ chính để các bác làm vườn làm sao cho nó thích hợp nhất. Thì đây là bàn xoay tay và đây là bàn xoay điện. Với những cái bàn xoay như thế này thì bên em có 3 mẫu, đó là bàn xoay cơ, bàn xoay điện và bàn xoay tay nhá. Đấy, đây là bàn xoay tay này, rất chi là nhẹ nhàng để các bác đẩy được cái bàn xoay như thế này. Còn với cái bàn xoay như thế này thì các bác cắm điện để nó chạy từ từ và có công tắc, mỗi lần các bác mà muốn dừng thì các bác sẽ dùng tay bấm vào công tắc để cho nó dừng lại. Đấy. Và đây là cái bộ kìm kẹp cao cấp để các bác cắt tỉa cây cảnh. Thì bên em có rất nhiều các loại về đồ làm cây cảnh, nhưng hôm nay chỉ giới thiệu một cái mẫu này thôi để các bác tham khảo. Các bác muốn mua cái loại bình thường hơn mà vẫn sắc bén, bên em đều đầy đủ hết nhé. Đây, còn đây là những cái bộ cạp, cạp trắng, cạp đen. Đấy, sản phẩm thì rất chi là tốt để gửi đến tay các bác. Thì các bác mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm gì thì các bác alo trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295. Thì số điện thoại đó lúc nào em trực và tư vấn các bác về tất cả những cái dòng sản phẩm của bên em. Và tiếp theo là dây nhá. Dây thì bên em có dây từ 2 đến 8 ly. Dây để dùng cho các bác quấn cây cảnh, dây đen, dây nhôm bọc đen đấy ạ. Với cái dòng dây này thì em thấy các bác dùng không rất chi là nhiều. Thì tuy trên thị trường có rất chi là nhiều cái mẫu dây, nhưng mà các bác nên chọn cái dùng dây này, là cái dây phổ thông nhất được các bác dùng nhiều nhất. Nếu như các bác mà cần dây 2 ly thì các bác báo với em là dây 2 ly, dây 4 ly em gửi dây 4 ly đúng đủ cỡ để gửi đến tay các bác làm sao cho nó làm vườn, cái công việc làm vườn của các bác thích hợp nhất nhé. Và đây là cái túi truyền, cái túi truyền cây đây. Cái vụ xuân vừa rồi thì em gửi cho các bác rất là nhiều. Thế các bác nào mà cần những cái dòng sản phẩm này thì alo trực tiếp lên bên shop em nhé. Đây, đây là kéo, kéo bấm tỉa. Kéo cực kỳ là sắc bén đây. Với cái dòng kéo này thì giá nó cũng bình thường thôi, nó cũng không cao đâu. Tất cả những cái dòng rất chi là chất lượng. Thì bên em đầy đủ tất cả những cái vật dụng về làm bonsai, cây cảnh, hoặc là những cái dụng cụ làm vườn, làm nông nghiệp. Thì các bác mà quan tâm đến cái đồ gì, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ, là cái nút đăng ký đấy ạ, và ấn vào cái chuông, để mỗi lần em làm những cái video về tất cả những cái sản phẩm để tiện các bác theo dõi, để tham khảo những cái sản phẩm của bên em nhé. Cái sản phẩm thì cực kỳ là tốt luôn, chất lượng. Với tất cả những cái mẫu là dây chuyền, dây chuyền đủ bộ luôn. Khi các bác mà mua thì sẽ thử đúng đủ bộ như thế này nhé. Sản phẩm cao cấp và chất lượng. Vâng, thì em xin kết thúc video ở đây. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.